Xin kính chào quý vị và các bạn. Bài tin mừng mà Hội Thánh Công giáo công bố trong phục vụ Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên năm B là Cô chương 1 câu 14 cho đến câu 20. Với Cô chương 1 câu 14 cho đến câu 20, tác giả sách tin mừng Cô bắt đầu phần trình thuật nói về những hoạt động của Chúa Giêsu. Tác giả tin mừng Marco kể Sau khi ông Gioan bị nộp Đức giê -xu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa Người nói Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần Anh em hãy hối cải Và tin vào tin mừng Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee Thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre Đang quăng lưới xuống biển Vì họ làm nghề đánh cá Người bảo họ các anh hãy theo tôi Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá Lập tức hai ông bỏ trải lưới mà đi theo người Đi xa hơn một chút Người thấy ông Jacob con ông ZBD và người em là ông Joan Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền Người liền gọi các ông Và các ông bỏ cha mình là ông ZBD ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người về bố cục có thể chia bài tin mừng mắc cô chương 1 câu 14 đến câu 20 thành hai phần phần thứ nhất gồm hai câu 14 và 15 Đức Giêsu công bố tin mừng phần thứ hai từ câu 16 cho đến câu 20 Đức Giêsu tuyển chọn các môn đệ đầu tiên chúng ta bước vào phần thứ nhất của bài tin mừng các câu 14 và 15, Đức Giêsu công bố tin mừng. Tác giả tin mừng Marco viết ở câu 14, sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Về thời điểm Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng công khai của người, thì tác giả Marco xác định sau khi ông Gioan bị nộp. Đáng chú ý là tác giả đã không nói rằng sau khi ông Gioan bị tống ngục mà nói là sau khi ông Gioan bị nộp. Động từ nộp, paradidomi được tác giả Marco cố ý sử dụng ở đây với một cái ý hướng phải nói là đặc biệt. Chúng ta biết là tác giả Marco chỉ sử dụng động từ này paradidomi trong trường hợp của ông Doan tẩy giả vị tiền hô của Chúa Giêsu ở chương 1 câu 14 đây. Rồi trong trường hợp của chính Chúa Giêsu tổng cộng 13 lần và trong trường hợp của các môn đệ của Chúa Giêsu ở chương 13 câu 9 câu 11 và câu 12. Như thế tức là có một cái sự đồng thân đồng phận giữa vị tiền hô Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa Giêsu. Đó là sự tương ứng, sự đồng thân, đồng phận trong cái số phận bị nộp vào tay người đời. Như Đức Giêsu nói ở chương 9 câu 31. Và như vậy là hoạt động rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu được bắt đầu với cái sự kiện vị tiền hô của người bị nộp. Nghĩa là với một sự kiện có giá trị hướng chúng ta về cái số phận bị bị nộp vào tay người đời của chính Chúa Giêsu và sau này là của các môn đệ. Điều này cho thấy rằng ngay từ khởi đầu á, sứ mạng của Chúa Giêsu đã được quy hướng về cuộc khổ nạn mà người sẽ phải trải qua sau này và cuộc khổ nạn đó sẽ được hình dung như là đỉnh điểm của sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Thế hoạt động đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện ở trong sứ mạng công khai của người là rao giảng tin mừng của thiên chúa. Đức Giêsu rao giảng hay công bố và động từ trong tiếng Hy Lạp là Keriso. Đức Giêsu rao giảng và công bố như một ông mõ. À, chữ Keriso nó cùng cái ngữ căn với cái chữ ông mõ, người đánh mõ, người rao mõ ở trong uh, tiếng Hy Lạp. Hay vậy Chúa Giêsu bắt đầu cái hoạt động của người là bằng việc rao giảng như một ông mõ vậy. Và đây là cái hoạt động đặc trưng và chính yếu của Chúa Giêsu như được nói ở trong Bắc Cô chương 1 câu 38 cho đến câu 39. Điều rất đáng chú ý là Chúa Giêsu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Tức là tin vui đến từ chính Thiên Chúa và có liên hệ tới Thiên Chúa trước hết đức giê công bố những thực tại của thiên chúa và những điều thiên chúa thực hiện vì loài người chứ chúa giê không phải đến để nói một vài lệnh truyền luân lý hay là một vài giới răn điều được làm điều cấm làm không phải chúa giê đến trước hết cũng không phải để đưa cho chúng ta một mớ những lý thuyết những hệ tư tưởng hay những chủ nghĩa này chủ nghĩa kia không phải Chúa Giêsu -chú trước hết đến là công bố một tin vui đến từ Thiên Chúa và có liên hệ với Thiên Chúa người rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Và tác giả tin mừng Cô viết ở trước một câu 15, Đức Giêsu nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng đó chính là cái nội dung của lời rao giảng của Chúa Giêsu về tin mừng của Thiên Chúa. Chắc gặp trước hết ở đây một cái lời uh, khẳng định thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đó là điều Thiên Chúa đang thực hiện cho nhân loại. Thiên Chúa hoàn tất thời buổi và làm cho triều đại của người đến gần. Ở trong hai mệnh đề này. Mệnh đề thứ nhất xác định phẩm chất đặc biệt của cái thời điểm hiện tại của lời rao giảng của Chúa Giêsu, đó là phẩm chất của thời viên mãn, thời đã mãn. Mệnh đề thứ hai, nước thiên chúa đã đến gần trình bày một cách tò tường cái điều cốt yếu trong cái phẩm chất đó đó là cái cốt yếu của thời đã mãn của thời viên mãn là gì triều đại của thiên chúa đến gần ở thời điểm hiện tại là một kairos một thời của ân sủng một thời của sự viên mãn một thời điểm ân phúc tối hậu thời của sự hoàn thành thời của những hành động và những thực tại mang tính quyết định cái yếu tố chính yếu làm nên tính chất đặc biệt đó chính là sự kiện cái thời này được nối kết với triều đại của thiên chúa tức là được nối kết với sự thực hiện viên mãn của quyền năng thống trị đầy yêu thương và lân mẫn của chính thiên chúa nói đến triều đại của thiên chúa tức là không chỉ nói đến quyền lực chung chung và toàn năng của thiên chúa nói đến triều đại của thiên chúa chính yếu là nhấn mạnh cái quyền lực toàn năng đó trong tương quan với dân mà thiên chúa nhận là dân của ngài nói đến vương quyền là nói vương quyền quyền trên một dân là nói đến sự chăm sóc và yêu thương của thiên chúa đối với dân ấy Dân ấy được Thiên Chúa lãnh đạo, được Thiên Chúa lo toan, được Thiên Chúa chăm sóc, được Thiên Chúa điều khiển, được Thiên Chúa bảo vệ. Và triều đại của Thiên Chúa tức là sự lo toan, sự chăm sóc, sự điều khiển, sự bảo vệ đầy quyền năng và yêu thương đó của Thiên Chúa đối với dân. Và những thế tức là gì? Nói những thực tại mà chúng ta kinh nghiệm hàng ngày đấy, thực ra có vẻ là những điều đến từ những quyền lực khác chứ không phải quyền lực thống trị đầy tình yêu của thiên chúa như là chiến tranh như là đói kém như là thiên tai như là địch họa như là bất công như là áp bức nghèo đói chết chóc vân vân và vân vân những thực tại mà chúng ta kinh nghiệm hàng ngày là những thực tại đó nhưng mà đối nghịch với tất cả những thực tại đó chúa giê xu công bố rằng quyền năng thống trị của thiên chúa triều đại của thiên chúa đã đến gần đã đến gần đã xuất hiện rồi, đã bắt đầu rồi cái thực tại quan trọng này đó là Thiên Chúa toàn năng và từ ái ban cho con người sự sống viên mãn của chính Ngài và đó chính là ý nghĩa của chuyện triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Một trong những cái điểm đặc biệt rất đáng chú ý ở đây đó là sứ điệp của Chúa Giêsu Sứ điệp mà Chúa Giêsu công bố đó trước hết và trên hết hoàn toàn đặt nền tảng nơi chính Thiên Chúa và quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Chuyện quan trọng là thời đại đã mãn và Thiên Chúa với quyền năng và tình yêu của người trong tư cách là vị vua chăm lo cho dân đã thi thố cái uh, hành động chăm sóc hành động hướng dẫn hành động điều khiển điều chính yếu là một là những hành động của thiên chúa là thực tại đến từ thiên chúa tuy nhiên cũng cần chú ý rằng chúa giê xu không nói triều đại của thiên chúa đã đến xong xuôi rồi chúa giê xu chỉ công bố rằng triều đại của thiên chúa đã đến gần như thế kèm với cái 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 sự xuất hiện cái sự đến gần của triều đại thiên chúa sẽ là sẽ là những đòi hỏi để người ta được đưa vào trong cái triều đại đó những đòi hỏi để nói cho chính xác hơn là triều đại đó được trở thành được trở thành một thực tại cụ thể hữu hiệu ở trong đời sống của chúng ta à và từ đấy chúng ta sẽ thấy cái đi kèm với lời công bố tin mừng thời đã mãn Thời hoàn thành đã có rồi và triều đại thiên Chúa đã đến sẽ là một lời mời gọi, hãy tin vào tin mừng và sẽ là một lời cầu nguyện xin cho nước cha trị đến. Nên tác giả tin mừng rất là uh, cố ý để cho lời công bố của Chúa Giêsu không phải là lời triều đại của thiên Chúa đã xong xuôi rồi đã hoàn thành rồi mà triều đại của thiên Chúa đã đến gần. Thế sau khi công bố về điều thiên Chúa đang thực hiện cho nhân loại như vậy thì Chúa Giêsu nói đến điều mà con người phải thực hiện để đón nhận được cái thực tại mà Thiên Chúa đang làm ra đó. Và Đức Giêsu nói: "Anh em hãy hối cải và tin vào tin mừng." Hối cải, metanoeo và tin pisteo không được trình bày như những điều chỉ làm một lần là xong. Ở trong bản văn Hy Lạp đó, thì cái cách dùng động từ này cái thời của động từ này cho thấy hối cải và tin ở đây á, là những cách hành xử kiên định thường xuyên bền bỉ kéo dài đó là về nói về phương diện ngữ pháp đằng khác có vẻ cái cách dịch tin vào tin mừng như chúng ta thường thấy thực ra chưa diễn tả hết được một cái điểm nhấn quan trọng của tác giả marco ở đây ở trong bản văn hy lạp thưa anh chị em tác giả đã không dùng giới từ ais là tin vào à, ông không dùng cái giới từ ais mà ông dùng cái giới từ en tức là trong nói cách khác tin mừng không chỉ là đối tượng của hành động tin mà còn phải được hiểu là nền tảng của hai hành động hối cải và tin anh em hãy hối cải và tin trong tin mừng, tức là anh em hãy hối cải và tin dựa trên nền tảng là chính tin mừng được công bố. Đấy tác giả không dùng từ giữ từ is đầu n trong tin mừng. Đây nên cái cách dịch à, tin và tin mừng thực ra nó cũng có cái phần không chính xác à, và có nhiều người đề nghị một cái kiểu khác, anh em hãy hối cải và hãy tin à, cả cái hối cải và cả cái tin đó là ở trong tin mừng tức là dựa trên nền tảng và ở trong tin mừng của Chúa Giêsu công bố tin mừng về việc Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại à, thời kỳ đã mãn và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần cái tin mừng đó đòi hỏi người ta không chỉ thực hiện những hành động bề ngoài mà chính yếu là thực hiện một sự biến đổi thật sự một hành động từ bên trong cái con người thâm sâu của mình, một cái sự thay đổi, một sự chuyển hướng, một cái sự thay đổi hướng đi, triệt để quay về với Thiên Chúa và dẫn thân trong một cái cuộc sống hoàn toàn mới mẻ trong lòng tin vào Thiên Chúa quyền năng và đầy tình yêu thương. Thấy, sự thay đổi triệt để quay về với Thiên Chúa và thay đổi hướng đi đó được diễn tả qua động từ uh, hoán cải, metanoeo và cái sự... Uh, một cuộc sống mới trong tin tưởng và Thiên Chúa trong lòng tin và Thiên Chúa trong gắn bó với Thiên Chúa quyền năng và đầy tình yêu thương đó được diễn tả qua cái động từ pisteo động từ tin hai cái hành động hoán cải và tin đó chính là hai cái hành động được thực hiện để phải được thực hiện để diễn tả cái chuyện là người ta được đón nhận tin mừng và sống thực sự ở trong tin mừng về hành động và công trình của Thiên Chúa đang thực hiện với nhân loại. Kính thưa anh chị em, trước khi kết thúc việc tìm hiểu phần thứ nhất của bài tin mừng, tôi xin đề nghị ba gợi ý suy niệm. Gợi ý suy niệm thứ nhất, Chúa Giêsu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, tức là tin vui đến từ chính Thiên Chúa và có liên hệ với Thiên Chúa trước hết. Đức Giêsu công bố những thực tại của Thiên Chúa và những điều Thiên Chúa thực hiện vì loài người đức giê đến trước hết không phải là để nói với chúng ta một vài lệnh truyền hay một vài giới răn người không đến với chúng ta để mang cho chúng ta một bộ luật trong đó quy định được làm cái này hay không được làm cái kia đức giê cũng không đến để công bố cho chúng ta một mớ những lý thuyết những hệ tư tưởng những ý thức hệ vân vân và vân vân chúa giê đã thực hiện như vậy thì đó cũng chính là sứ mạng đầu tiên sứ mạng thứ nhất của hội thánh và của chúng ta thưa anh chị em rất nhiều khi chúng ta không ưu tiên rao giảng tin mừng chúng ta không truyền bá được cái niềm vui của tin mừng niềm vui là thiên chúa đã thực hiện cái công trình của người vì chúng ta niềm vui của triều đại thiên chúa đã đến gần rất nhiều khi chúng ta chỉ lo truyền bá một ý thức hệ một hệ thống tư tưởng và còn tệ hơn nữa có khi chúng ta chỉ lo chăm chú để truyền bá và uh, xây dựng một hệ một loạt những cái hệ thống quy định những luật lệ và chúng ta cố gắng làm thế nào để các cái luật lệ mà chúng ta đã có đấy nó phải được thực hiện một cách đầy đủ thiếu mất cái niềm vui của tin mừng thật sự tức là của cái hành động của thiên chúa bài tin mừng hôm nay nhắc chúng ta ý thức về điều đó đầu điểm đầu tiên phải làm là công bố là rao giảng tin mừng về cái hành động của Thiên Chúa về tình yêu của Thiên Chúa và về quyền năng của Thiên Chúa có một cái niềm vui và tin mừng cần được loan báo trước hết và sau đó mới là sau đó mới là những cái quy định đó sau đó mới là những cái hệ thống tư tưởng hệ thống nguyên tắc và những quy định này khác để chứng tỏ là mình đang sống ở trong tin mừng đó loan báo tin mừng là yếu tố đầu tiên. Gợi ý suy niệm thứ hai mà tôi muốn đề nghị với anh chị em đó là sứ điệp của Chúa Giêsu công bố trước hết và trên hết hoàn toàn đặt nền tảng nơi chính Thiên Chúa và quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Chính quyền năng của Thiên Chúa làm cho chúng ta được vui mừng thực sự bất chấp những hiểm nguy và tai ương đang còn xảy đến ở trong cuộc đời này đặt ở trong tương quan với biến cố thời kỳ đã mãn và triều đại của thiên chúa đã đến gần thì tất cả những thứ quyền lực đang hoành hành trên trần gian và ở trong cuộc sống hàng ngày của con người ta thực ra chỉ là những thứ quyền lực tạm thời và mau qua và chúng ta được mời gọi chúng ta được mời gọi đặt tất cả cái lời tuyên bố của mình cái xác tín của mình và cả đời sống của mình trên những hành động thiên chúa đang thực hiện và với quyền năng và tình yêu của người. Gợi ý suy niệm thứ ba đó là trật tự của các nội dung được trình bày trong lời rao giảng của Chúa Giêsu ở Marco chương 1 câu 14 đến 15 cũng phải là cũng là một cái điều đáng cho chúng ta chú ý. Trước tiên chúng ta thấy tác giả Marco kể Đức Giêsu công bố điều Thiên Chúa thực hiện rồi, sau đó mới nói đến những điều con người phải làm. Đức Giêsu hiện diện trong tư thế là đấng công bố tin mừng chứ không phải trong tư thế một vị thầy khôn ngoan đưa ra những lời khuyên bảo. Nhưng mà đồng thời, cái sứ điệp đó của người được nối kết chặt chẽ với một yêu cầu, một đòi hỏi. Tin mừng không chỉ được uh, lắng nghe một cách thụ động mà còn phải được uh, gắn với một cái sự tham dự tích cực của người lắng nghe một sự tham dự bằng những hành động cụ thể ở trong đời sống để diễn tả cái sự hoán cải và diễn tả lòng tin của người đã lãnh nhận tin mừng nhưng mà dẫu sao thì đó trật tự vẫn là công bố việc thiên chúa đã thực hiện rồi sau đó mới là công bố cái đòi hỏi dành cho người đón nhận tin mừng đó và cái trật tự đó tôi tưởng cũng phải là trật tự của giáo huấn của chúng ta cái trật tự đó cũng phải là trật tự ưu tiên cái thứ tự ưu tiên ở trong những hoạt động tông đồ của hội thánh chúng ta bước sang phần thứ hai của bài tin mừng từ câu 16 đến câu 20 phần này trình bày sự kiện chúa giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên một cách rất cụ thể và thực tiễn khởi đầu hoạt động chúa giêsu kêu gọi bốn người đánh cá đi theo người, làm môn đệ của người. Tác giả Marco kể rằng Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galile thì người thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ, các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chai lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Jacob con ông ZBD và người em là ông Gioan hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền người liền gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông ZBD ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người có bảy điểm đáng chú ý trong đoạn văn Marco chương 1 câu 16 đến câu 20 mà chúng ta vừa đọc Trước tiên, tác giả Marco nói đến cái nhìn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy ông Phêrô và người anh của ông ấy. Sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu nhìn thấy hai người con trai của ông ZBD. Không có bất cứ một chuyện gì khác đã xảy ra. Thế mà vừa nghe lời kêu gọi của Đức Giêsu, bốn người đàn ông này liền bỏ tất cả mọi sự mà họ đang có để đi theo người. Điều này chứng tỏ cái nhìn của Chúa Giêsu ở đây có một cái sức mạnh sáng tạo vô cùng đặc biệt. Chúa Giêsu nhìn các ông và với cái nhìn đó người cất lời kêu gọi là các ông lập tức theo người. Và với cái nhìn đặc biệt này, Chúa Giêsu và những con người được mời gọi đã hoàn toàn và vĩnh viễn thuộc về nhau. Đó là cái nhìn làm nên điểm khởi nguồn và nền tảng của một mối tương quan bền chặt, lâu dài, thay đổi toàn bộ cuộc đời của các ông. Với điểm thứ nhất đáng chú ý là cái nhìn của Chúa Giêsu. Điểm thứ hai trong bài tin mừng, trong đoạn tin mừng này đó là Chúa Giêsu ngỏ lời với bốn người đàn ông này bằng một mệnh lệnh: các anh hãy theo tôi. Ngay từ điểm khởi đầu, Đức Giêsu đã hành xử trong tư thế của một vị thầy và tư thế của ông chủ. Người không hề đề nghị với các môn đệ này một chương trình hành động hay một dự án sẽ được thực hiện người cũng chẳng cố gắng trình bày các lý lẽ để thuyết phục các ông theo người chỉ có một mệnh lệnh hãy theo tôi đơn giản vậy là chúa giêsu ngay từ giây phút đầu tiên thiết lập mối tương quan với các môn đệ là người đã giữ cái tư thế của một vị thầy và của một vị đức của một đức chúa Kyrios. điểm thứ ba đáng chú ý đó là cái mệnh lệnh mà chúa giêsu truyền cho các cho bốn người đàn ông này khi mà um, gọi họ làm môn đệ đó hãy theo tôi mệnh lệnh đó hoàn toàn chỉ liên quan đến bản thân chúa giêsu chính người là đấng mà các ông phải đi theo chứ không phải là những dự án những kế hoạch những chương trình những hệ thống tư tưởng cho dù là những dự án hay tư tưởng liên quan đến bản thân chúa giêsu không phải các ông gắn bó trước hết là với chính con người Đức Giêsu. Nói cách khác, điểm chính yếu và cốt tử ở trong lời mời gọi của Chúa Giêsu là sự hiệp thông, sự sống sâu xa và thiết thân với chính Chúa Giêsu. Và mọi điều khác nếu có thì sẽ đều là tùy thuộc vào cái điểm cốt yếu đó. Các môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi đi theo Đức Giêsu. Tức là chính Đức Giêsu sẽ thiết lập cái hướng đi, còn các môn đệ thì đi theo người và tin tưởng vào người. Nên lời mời gọi là lời mời gọi gắn bó với chính Chúa Giêsu chứ không phải là những điều của Chúa Giêsu hay thuộc về Chúa Giêsu. Cần chú ý rằng các cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với bốn người đàn ông tên là Phêrô, Andre, Jacob và Gioan này như được trình bày ở trong bản văn tin mừng mà chúng ta đang đọc là các cuộc gặp gỡ đầu tiên và bất ngờ không hề được lên kế hoạch trước. Có một người đàn ông tên là Giêsu đang đi dọc bờ biển. Một người đàn ông gốc Nazareth đấy. Anh ta là ai mà có thể ra lệnh cho mấy cái anh ngư phủ kia hãy theo tôi. Anh ta là ai mà có thể đòi mấy anh ngư phủ kia tin tưởng vào mình một cách tuyệt đối như vậy? Những độc giả bình thường của sách Tin mừng Marco hoàn toàn có quyền đặt những câu hỏi đó. Và những gì được kể trong các trình thuật của sách Tin mừng này, suốt chiều dài của sách Tin mừng sau này sẽ là câu trả lời cho những cái câu hỏi quan trọng đó đức giê xu là ai mà người có thể yêu sách những người đàn ông này một cách đặc biệt như vậy nhưng mà dẫu sao thì cái điểm chính yếu điểm quốc tử của lời mời gọi và của yêu cầu của chúa giê đó là họ gắn bó với chính bản thân người điểm đặc biệt thứ tư ở trong cái trình thuật kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên này của Marco cô đó là chúng ta thấy có một cái chuyện Lập tức hai ông Phêrô và Andre bỏ chai lưới mà đi theo Chúa Giêsu. Rồi tương tự như thế, hai ông Gioan và Giacobê con ông ZBD bỏ cha mình lại với những người làm công rồi đi theo Chúa Giêsu. Ta thấy ở đây có một cái sự từ bỏ. Các ông bỏ lại đằng sau tất cả cuộc sống của mình từ trước đến giờ. Bây giờ điều có giá trị lớn lao nhất đối với các ông là đi theo Chúa Giêsu. Trong cái trong cái trình thuật này chúng ta chú ý cái chi tiết sự từ bỏ dứt khoát và lập tức đó của các môn đệ. Điểm thứ năm đáng chú ý trong trình thuật kêu gọi bốn môn đệ này đó là tác giả Thiên mừng Marco đã cố ý và cẩn thận ghi tên riêng của bốn cái anh chàng ngư phủ này bốn cái anh chàng được gọi đầu tiên này như người ta có thể thấy khi đọc toàn bộ sách tin mừng Marco đó thì tác giả tin mừng Marco vốn như chúng ta sẽ thấy sau này không thường xuyên sử dụng tên riêng cho các nhân vật ở trong sách tin mừng ông không có thói quen gọi tên riêng sử dụng tên riêng cho các cho các nhân vật ở trong sách tin mừng đâu thế mà ở đây ông cẩn thận ghi tên riêng của từng người trong bốn cái người đàn ông được kêu gọi này. Điều này cho phép chúng ta nghĩ rằng tác giả có một dụng ý, dụng ý thực sự khi nêu tên cụ thể của bốn cái anh chàng ngư phủ này. Ờ, có rất là nhiều cách giải thích nhưng mà tôi thấy cái cách giải thích sau đây là có thể chấp nhận và uh, hợp lý này, đó là có lẽ tác giả Marco muốn cho thấy cái tính cách cá vị riêng tư của lời mời gọi và lời đáp trả trong cái trình thuật này. Chúa Giêsu không gọi bốn chàng ngư phủ này để họ trở thành những cái ốc vít vô danh ở trong cái cỗ máy mà người đang chế tạo ra để vận hành thế giới, không phải người gọi họ một cách cá vị và rồi lời đáp trả của họ cũng phải là một lời đáp trả tự do thiết thân và cá nhân nên mối tương quan giữa Chúa Giêsu với các môn đệ các môn đệ với Chúa Giêsu là mối tương quan cá vị thiết thân nhưng đồng thời và đây là điểm thứ sáu của cái trình thuật này đáng chú ý là tác giả Marco lại cũng cố ý trình bày cái sự kiện Chúa Giêsu cùng một lúc gọi bốn môn đệ đầu tiên hai cặp và như thế tức là ngay từ những giây phút đầu tiên các môn đệ đã làm thành một cộng đoàn đã làm thành một cộng đoàn chứ họ không đi theo đức giê một cách riêng lẻ cho nên một đàng tính cách cá vị được nhấn mạnh như ở điểm thứ năm chúng ta vừa nói như một đằng khác chúng ta cũng phải chú ý cái tính cách cộng đồng cuộc đi theo đức giê phải là hành động cá vị của mỗi người nhưng đồng thời đó cũng là cuộc đi theo Chúa Giêsu trong hiệp thông sâu xa với những người môn đệ khác của Chúa chứ không phải là một cuộc hành trình đơn thương độc mã. Điểm cuối cùng và là điểm thứ bảy đáng chú ý trong lời trong câu chuyện về về kêu gọi bốn người môn đệ này đó là lời mời gọi đi theo Chúa Giêsu được gắn liền một cách hết sức chặt chẽ với một sứ vụ. Chúa Giêsu nói, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Như vậy tức là ngay từ đầu cộng đoàn các môn đệ đã mang cái đặc tính thừa sai mở ra với và quy hướng về một sứ vụ phổ quát. Đó không phải là một cộng đoàn khép kín mà phải là một cộng đoàn sẽ lên đường để thu phục người ta tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới ca tính cách uh, quy hướng về sứ vụ và hiện hữu vì sứ vụ của cộng đoàn các môn đệ là một cái điểm nhấn cũng quan trọng ở trong cái trình thuật ơn gọi này vâng như thế là ngay từ đầu tin mừng tác giả marco đã có ý khắc họa cái chân dung của Chúa Giêsu hành động ở trong tương quan mật thiết với các môn đệ. Sách Tin Mừng Marco không muốn giới thiệu một Đức Giêsu đơn độc như một anh hùng hành tẩu giang hồ. Chúa Giêsu ở trong Tin Mừng Marco ngay từ những giây phút đầu tiên đã hiện diện như một vị thầy của các đồ đệ đó chính là dụng ý của tác giả Marco khi ông ngay từ cái phần bắt đầu nói về sứ mạng của Chúa Giêsu thì đã tường thuật sự kiện người kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên mà chúng ta đọc ở trong cái phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay những nội dung quan trọng mà chúng ta đã uh, vừa chia sẻ với nhau ở trên bảy điểm quan trọng đó uh, khắc họa những cái đường nét quan trọng trong mối tương quan của các môn đệ với Chúa Giêsu. Và đó cũng chính là những nội dung mà mỗi người chúng ta phải luôn luôn chú ý trong đời sống làm môn đệ của Chúa Giêsu. Với tư cách cá nhân cũng như là với tư cách cộng đoàn. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến trình thuật về việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên ở trong Máccô chương 1 câu 16 đến câu 20. Tôi xin đề nghị bốn gợi ý suy niệm và chia sẻ sau đây. Gợi ý suy niệm thứ nhất. Chúa Giêsu đi vào trong cái cuộc sống thực tế và kêu gọi các môn đệ từ trong những hoàn cảnh thực tế. Ta thấy tác giả Mắc cô kể là Chúa Giêsu đang đi dọc bờ biển hồ Galilee. Đối với người Do Thái ở vùng Galilee thưa anh chị em, bờ biển hồ đấy thực ra là nơi tập trung nơi tập trung tất cả những cái hoạt động về kinh tế, về xã hội và kể về văn hóa và kể cả về chính trị nữa của dân cư xứ Galilee. Thì khi Chúa Giêsu đi ở bờ đi dọc biển hồ Galilee, tức là người đang đi vào trong cái cuộc sống cụ thể, cuộc sống hiện sinh ở đó, người ta đang vất vả và với cơm áo gạo tiền với những lo toan thực tế của cuộc sống Chúa Giêsu đi vào trong cái cuộc sống thực tế đó và người gọi ông Phêrô ông Andre ông Jacobe và ông Gioan là môn đệ của người là từ ở trong cái cuộc sống thực tế cụ thể đó Ngày nay cũng vậy thưa anh chị em, lời mời gọi của Chúa ngỏ với chúng ta để mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Chúa cũng là lời mời gọi được Ờ... Uh, được đưa ra ở trong cái hoàn cảnh cụ thể uh, Ngôn ngộn những vấn đề và, và 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 đầy những lo âu mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. À chính trong cái cuộc sống cụ thể này của chúng ta, chính trong cái 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 cuộc sống với tất cả những lo toan cơm áo gạo tiền và những mối tương quan xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị giống như đã diễn ra ở bờ biển hồ Galilee, chính ở trong từ trong cái cuộc sống cụ thể đó vang lên lời mời gọi của Chúa Giêsu, mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của người. Chúng ta phải có cái khả năng lắng nghe được tiếng đó, tiếng gọi đó của Chúa trong cái cuộc sống thực tế hiện sinh của chúng ta. Bởi vì đấy chính là cái cách thức Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ đầu tiên và vẫn là cách thức người tiếp tục kêu gọi chúng ta từng lúc trở thành môn đệ của Chúa. Gợi ý suy niệm thứ hai mà tôi muốn đề nghị với anh chị em ở đây đó là Chúa Giêsu như chúng ta thấy kêu gọi những con người cụ thể với những đặc điểm cụ thể của họ. chúng ta nếu anh chị em để ý anh chị em sẽ thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái cặp Phêrô Andre với cái cặp Gioan và Giacôbê. Cái ờ uh, uh, khi kể về chuyện Chúa Giêsu đi dọc bờ biển và gọi anh Simon Phêrô và gọi anh Andre đó thì tác giả Tin mừng Marco kể rằng người thấy hai ông đang quăng chài dưới biển à, cái động từ trời dùng trong bản văn Hy Lạp động từ quăng chài đấy là cái động từ diễn tả cái cách đánh cá của người nghèo và ở gần bờ và quả thực là lúc đó là lúc ban ngày và Chúa Giêsu đi trên bãi biển người cất lời gọi và các ông có thể nghe thấy tức là các ông đang đánh cá rất là gần bờ quăng chài ở gần bờ đó là lối đánh cá của người nghèo gia đình Phêrô và Andre rõ ràng là người nghèo Chúa Giêsu kêu gọi người nghèo. Đi một khúc nữa người gặp anh Jacob và anh Gioan con ông Zebede, hai người này đang vá lưới ở trong thuyền. Gia đình này có thuyền. Đã, đã vá lưới ở trong thuyền. Ban ngày họ vá lưới, ban đêm họ có thuyền và vì vậy họ có thể đánh bắt xa bờ và chắc chắn thu nhập sẽ khá hơn. Rồi chúng ta chú ý khi mà hai người môn đệ này Giacobê và Gioan uh, bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu đó thì tác giả Tin mừng kể người họ để lại người cha cùng với những người làm công Gia đình này có thuyền Có thể đánh bắt xa bờ Ban ngày vá lưới và ban đêm mới ra đánh bắt xa bờ Lại có người làm công Rất rõ ràng tác giả tin mừng Marco muốn cho chúng ta thấy Đó là những người giàu Con nhà giàu con nhà nghèo như Phêrô và Andre, con nhà giàu như Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu đều gọi. Chúa Giêsu mời gọi, mời gọi người ta những con người cụ thể và với những đặc điểm cụ thể, những xuất phát điểm cụ thể, lời mời gọi của Chúa mời gọi chúng ta thành môn đệ là như vậy, như anh chị em. Và tôi mời gọi anh chị em hôm nay đọc bài tin mừng này, ý thức về cái điều đó, Chúa Giêsu cho dù chúng ta nghèo, cho dù chúng ta giàu và mở rộng hơn nữa, cho dù chúng ta có tài năng hay không có tài năng, cho dù chúng ta có điều kiện hay không có điều kiện, cho dù chúng ta mang những đặc điểm gì chăng nữa, Chúa vẫn có lời mời dành cho chúng ta để chúng ta gắn bó với người trở thành môn đệ của người. Gợi ý suy niệm thứ ba mà tôi muốn đề nghị anh chị em suy niệm ở đây đó là dựa trên nội dung cốt yếu của lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Như chúng ta vừa nói ở trong bài phân tích đó, lời mời gọi Chúa Giêsu dành cho các môn đệ ở đây là các anh hãy theo tôi, theo Chúa Giêsu. Và như chúng ta đã nói với nhau hồi nãy, Chúa Giêsu không trình bày một dự án, Chúa Giêsu không trình bày một hệ tư tưởng, Chúa Giêsu không trình bày một kế hoạch hành động và rồi nói người ta đi theo cái dự án, cái hệ thống tư tưởng hay cái kế hoạch hành động đó không. Người mời gọi các môn đệ gắn bó trước hết với chính bản thân người. Là như anh chị em biết sau này Thánh Phaolô sẽ nói Tôi coi mọi sự là thiệt thòi Vì mối lợi tuyệt vời Là được biết Đức Giê-xu Kỳ-tô Vấn đề là được biết Đức Giê-xu Kỳ-tô Và được thuộc về người Vấn đề là được gắn bó với Chúa Giê-xu Và tất cả những cái giá trị khác Nếu có giá trị là Nó ở trong cái định hướng đó Ở trong cái hướng vector đó À thánh biển đức sau này nhưng anh chị em biết sẽ nói không quý gì hơn chúa kitô. Đôi khi chúng ta ở trong thực tế cuộc sống kính thưa anh chị em, chúng ta đi tìm những thực tại của chúa thuộc về chúa chứ không đi tìm chính chúa. Chúng ta đi tìm công việc của chúa chứ không đi tìm chính chúa. Ngay cả khi cầu nguyện cũng vậy, chúng ta lo lắng khi mình không có cảm xúc, mình không sốt sắng, chúng ta lệ thuộc vào ở cái 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 chuyện sốt sắng trong khi cầu nguyện là một điều tốt kính thưa anh chị em nhưng mà điều tốt hơn nữa, quan trọng hơn nữa là được gặp gỡ chính Chúa để chúng ta lo lắng về mình không xuất sắc, à, chúng ta đi tìm cảm giác về Chúa chứ chưa phải là chính Chúa. Nên lời mời gọi cho các môn đệ là các anh hãy theo tôi, gắn bó với tôi với chính bản thân Chúa Giêsu. Đó cũng chính là điều đang lời mời gọi của Chúa dành cho tôi và anh chị em ngay ngày hôm nay, ngay trong tuần này. Gợi ý suy niệm thứ tư mà tôi muốn đề nghị với anh chị em. À, khi chúng ta suy niệm về cái trình thuật Chúa Giêsu tuyển chọn bốn môn đệ đầu tiên ở đây, đó là về cách thức các môn đệ đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu. Tác giả tin mừng ghi rất rõ, lập tức các ông bỏ mọi sự mà đi theo người, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu. Từ bỏ và thứ hai đó là lập tức. Ta gặp thấy ở đây một cái lời đáp trả nhanh nhẹn, dứt khoát và triệt để. Ở trong trường hợp của anh Phêrô và anh Andre đó thì các ông bỏ mọi sự là chỉ chúng ta hiểu đấy là lưới, đấy là những thứ các ông đang có. Ở trong trường hợp của anh Gioan và anh Jakobê đó thì tác giả còn nói rõ bỏ cha ở lại trên thuyền với những người làm công, bỏ người cha. Ở trong uh, văn hóa do Thái thì anh chị em người cha không phải chỉ là người sinh ra đứa con mà người cha còn là hình ảnh là đại diện của là và là người lưu giữ rồi truyền cho con mình tất cả truyền thống của cha ông bỏ người bỏ ông người cha lại để đi với Chúa Giêsu thì không phải chỉ là bỏ Sàn vật này vật kia cũng không phải chỉ là bỏ người này người kia mà còn có nghĩa là để lại ở sau lưng mình tất cả những truyền thống của cha ông tất cả những gì đã làm nên cái cái, cái văn hóa của mình cái căn tính của mình tất cả những thực tại nhân loại đã làm nên khuôn mặt của mình và dân tộc mình để sang một bên và bước theo Chúa Giêsu vậy đó là một sự từ bỏ không phải chỉ là của cải vật chất mà cả những giá trị văn hóa nữa Kính thưa anh chị em, lời mời gọi Chúa dành cho chúng ta trở thành môn đệ của Chúa sẽ được đáp trả không phải bằng những lời đáp trả tương đối hay là nửa mùa. Bốn người môn đệ đầu tiên này đã đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu bằng cách lập tức bỏ mọi sự, một sự nhanh nhẹn, lập tức và triệt để trong sự từ bỏ để có thể gắn bó với Chúa Giêsu. Tôi tưởng đó cũng là một nội dung rất quan trọng để chúng ta suy niệm ở trong tuần này khi chúng ta suy nghĩ về đời sống khi tu hữu của chúng ta, về những chọn lựa của chúng ta trong thực tế. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu bài tin mừng của Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên 5B, Marco chương 1 câu 14 cho đến câu 20. Chúng tôi xin cảm ơn anh chị em đã chú tâm lắng nghe và đón nhận những phân tích và chia sẻ của chúng tôi. Chương trình hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại nơi đây và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong bài tìm hiểu tin mừng của Chúa Nhật kế tiếp, Chúa Nhật thứ tư một thường niên năm B. Nguyện xin Chúa cứu thế ban muôn phúc lành của người cho tất cả chúng ta ngợi khen Chúa Giêsu và Đức bà Maria